Xin chào mấy ông. Như mấy ông đã biết đấy, thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang một kênh mới. Kênh mới sẽ chuyên đăng về các video của TV của tôi. Còn các video spoil thì tôi sẽ đăng trên hai kênh. Một là kênh chính lúc cũ của tôi, và hai là kênh phụ nhất của tôi. Và trước khi chúng ta tạm biệt nhau trên kênh này thì tôi chỉ muốn nói rằng là cuối cùng chúng ta cũng đã được 90 sub rồi. Này chỉ đăng lên để thông báo cho mọi người thôi. Bye.